Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi Đức Giêsu ra đời tại Bethlehem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem và hỏi: Đức vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến triều bái người. Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập các thượng tế, các kinh sư trong dân lại, và hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ có chép rằng: phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành phố nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tù chân dắt Israel dân ta sẽ ra đời. Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật mời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng: xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về hài nhi, và khi đã thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái yết người. Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bây giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông lại dẫn đường cho họ đến tận nơi ở của hài nhi mới dừng lại. Suy niệm sứ điệp cho con người. Lễ hiển linh thật sự có một điều gì đó quyến rũ với những chi tiết hấp dẫn như ba nhà đạo sĩ, cũng gọi là ba vua, ngôi sao lạ xuất hiện ở phương Đông, dẫn đường chỉ lối đến Bê-lem, nơi hài nhi Giê-xu vừa sinh ra. Tuy nhiên, điều quan trọng đối với chúng ta thiết tưởng đó chính là sứ điệp mà Chúa muốn gửi gắm cho con người. Thật vậy, ngôi sao mà các nhà đạo sĩ trông thấy dường như đã chiếu sáng cho tất cả mọi người. Thế nhưng, những người đương thời với các ông đã không nhìn thấy gì cả. Hay nếu có trông thấy, thì điều đó cũng không có một chút ảnh hưởng nào trên cuộc đời của họ. Phải chăng cái nhìn của các nhà đạo sĩ là cái nhìn của đức tin, luôn luôn biết tìm kiếm, nhận ra và giải thích những dấu chỉ của Thiên Chúa? Bởi vì các ông đã chú ý đến cái ánh sáng đến từ vô biên này, nhận ra một lời kêu gọi rõ ràng từ trời cao, khơi dậy trong các ông một phản ứng thúc đẩy các ông lên đường tìm kiếm. Và các ông đã gặp thấy. Phải chăng đối với những ai biết lắng nghe, tất cả mọi sự trong vũ trụ đều mang đến một sứ điệp tình yêu và sự sống phát xuất từ Thiên Chúa. Thứ đến, lễ hiển linh nói với chúng ta rằng Chúa Giêsu đã đến trong thế gian, không phải chỉ dành riêng cho một vài người thân tín, cũng không phải chỉ cho một dân tộc duy nhất, dân Do Thái, mà là cho tất cả mọi người trên trái đất. Không một xứ sở nào, cho dù rất nhỏ bé, có thể bị lãng quên. Không một ai, nam hay nữ, già cả hay còn trẻ, giàu có hay nghèo khổ, có thể bị loại trừ. Tất cả đều được mời gọi đến lãnh nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa. Ngoài ra, các nhà đạo sĩ đi tìm vua dân Do Thái vừa mới sinh ra. Bình thường, vị vua này phải được tìm thấy trong cung điện, đền đài. Mọi người phải nghe nói nhiều về ngài. Những người Do Thái
phải có thể chỉ cho người khác biết Ngài ở đâu. Nhưng không, không có gì cả. Vị vua của người Do Thái vừa mới sinh ra lại là một kẻ vô danh, không một ai đã nghe nói về Ngài. Ngài không ở trong lâu đài, dinh thự, mà là trong hang đá, máng cỏ. Ngài không sinh ra nơi những người giàu có, sang trọng, mà là nơi những người nghèo hèn, khốn khổ. Ngài chỉ là một em bé không quyền lực, không thể tự vệ, không tiền bạc, lính tráng. Như thế, rõ ràng Chúa Giê-xu không phải là một nhân vật như người ta tưởng, phải tìm kiếm Ngài. Đôi khi phải rất lâu, rất vất vả, không dễ dàng. Nhưng thường khi Ngài lại ở bên cạnh, rất gần gũi, dễ gặp gỡ, tiếp xúc trong cuộc sống đời thường mỗi ngày. Một điểm khác cần lưu ý: sau khi dâng các lễ vật vàng, nhũ hương, mộc dược, các đạo sĩ đi đường khác về quê hương, xứ sở của mình. Các ông thay đổi lộ trình để thoát Herodê. Sự thay đổi lộ trình này có phải có ý nghĩa là thay đổi đời sống hay không? Sau khi gặp được con Thiên Chúa, các ông không thể tiếp tục sống như trước. Cuộc gặp gỡ đứng cứu thế đã biến đổi các ông cách sâu đậm. Đức tin vào Đức Kitô đã thay đổi con tim và cuộc đời các ông. Từ nay trở đi, các ông không còn cần tìm đến tinh tú bầu trời nữa. Các ông đã gặp được Đấng là ánh sáng muôn dân. Chắc chắn gặp gỡ Đức Kitô thực sự sẽ làm đảo lộn tâm hồn và cuộc sống con người có thiện chí. Các nhà đạo sĩ đã vui mừng, mãn nguyện khi gặp được Đức Kitô, đã trở về thay đổi cuộc sống. Còn chúng ta tham dự thánh lễ mỗi ngày, lãnh nhận bí tích thánh thể mỗi tuần, nhưng thử hỏi chúng ta có gặp được Đức Kitô hay chưa? Câu trả lời tùy thuộc ở việc chúng ta có đổi mới con người chúng ta hay không. Trong cuộc sống đời thường mỗi ngày với Chúa và với anh em. Chúa quỳ dâng của lễ tôn vinh thay cho.
theo bước chân những tiền nhân, là ba vua chúng Đông Phương đăng trình, mẫu gương cho người thế ta cùng đi. Theo bước chân những tiền nhân, thờ lạy con Chúa Giáng sinh giữa chốn gian trần. Ta mau đi khắp cõi trần gian tâm tôi, truyền giao phúc lành này con Chúa Giáng sinh cứu rỗi con người. Ta mau đi khắp cõi trần gian tâm tôi, truyền giao danh Chúa cho muôn muôn dân trên đời.